Một, do nhân duyên, kia lấy tất cả các hữu thân kiến làm nhân duyên. Hai, do nương giáo, là do nương kia năng hiển kiến thú pháp tạng không đúng chánh pháp, thầy cho lắng nghe chuyển lại cho nhau lấy để làm phương tiện. Ba, do nương tịnh lự, vì lấy tịnh lự làm chỗ nương đối với những điều trước đã nghe và trước đã tin hiểu mà lại xác quyết theo như vậy. Tịnh lự đây lại có hai chủng: a, cùng đồng hành với túc trụ tùy niệm; b, cùng đồng hành với sở đắc thiền nhãn. A, đồng hành với túc trụ tùy niệm trong ba luận thường của kế chấp tiền tế, do thành tịnh phẩm hạ trung thượng sai biệt, và bốn chủng luận có biên không biên, kẻ kia nhớ nghĩ các khí thế gian có hai kiếp thành hoại nên xuất hiện phương tiện. Nếu kẻ kia nhớ nghĩ phần vị kiếp thành, bấy giờ liền sanh ba chủng vọng tưởng, hoặc một hướng nhớ nghĩ trên dưới, trên đến đệ tứ tịnh lự, dưới đến địa ngục vô gián, nhớ nghĩ như vậy có phần lượng biên tế liền ở nơi thế gian trụ tưởng có biên, hoặc một hướng nương vào nhớ nghĩ không có biên tế liền ở nơi thế gian trụ tưởng không biên, hoặc nhớ nghĩ đồng hành hai chủng liền ở nơi thế gian trụ đủ cả hai tưởng. Nếu kẻ kia nhớ nghĩ phần vị kiếp hoại, bấy giờ liền trụ tưởng không phải có biên, tưởng không phải không biên, các khí thế gian không chỗ có được. B, đồng hành với sở đắc thiền nhãn, có kẻ nương các tịnh lự, hoặc nói một phần luận thường, hoặc nói luận không nhân, hoặc nói luận bất tử kiểu loạn. Trong đây có hai tịnh thiên: một, bất thiện thành tịnh; hai, thiện thành tịnh. Nếu người chỉ năng nhập định thế tục là thiên bất thiện thành tịnh, vì ở trong các đế không thông đạt, vì tâm chưa được thiện giải thoát. Nếu người năng chứng nhập định nội pháp nên biết gọi là thiên thiện thành tịnh, vì trong các đế đã thông đạt, vì tâm đã được thiện giải thoát. Nên biết không loạn cũng có hai chủng: một, không tướng không phân biệt; hai, có tướng có phân biệt. Trong đây thiên thiện thành tịnh là chủng thứ nhất, thiên bất thiện thành tịnh là chủng thứ hai. Thiên thiện thành tịnh thứ nhất tự mình chuyển theo ở nơi bất tử không loạn, cho nên thuyết là bất tử không loạn. Thiên bất thiện thành tịnh thứ hai, nếu có người nương bất tử không loạn mà có điều cật vấn, liền viên dựa nơi sự việc khác mà dối trá tránh né, ở nơi các đế không khéo léo, chưa đắc tâm vô tướng định, trước khởi tâm trầm tư nghĩ rằng tất cả ta đều trả lời bằng cách xương khen bất tử không loạn. Lại có kẻ bất tử không loạn khác ở các thánh đế đã được khéo léo, đã đắc tâm vô tướng định, do sở đắc như vậy mà kia hư vọng cho là ta là hơn cả. Nếu có người đối với việc đây mà hỏi ta, ta hoặc trả lời riêng hoặc trả lời khác đi, hoặc phỉ báo thật có hoặc chấp nhận là không phải có. Kẻ kia ở nơi sự trả lời riêng thấy có lỗi lầm rồi liền khỏi nghĩ, ta đối với tất cả sự cật vấn đều không nên trả lời. Lại có kẻ đối với việc đây thấy có lỗi khác khỏi nghĩ, người do đây quán xét ta, nguyên nhân không hiểu biết của ta sẽ khiến họ khinh thường cười nhạo bất tử không loạn. Lại có kẻ hành dối trá nghĩ rằng ta ở trong đây nên trả lời rằng ta chẳng phải tịnh thiên, tất cả đều kín đáo trả lời riêng là tự mình chứng đắc và thành tịnh đạo. Suy nghĩ như vậy rồi cố dùng lời dối trá hiện tướng kiểu loạn, kẻ kia đã trụ tà tư duy như thế, lưu bố khắp tâm như thế, ở nơi thiền thành tịnh tối thượng kia mà tự xưng ta là bất tử không loạn. Do ông lòng hãi sợ nên không trả lời riêng, tự tác nghĩ ta chớ để người biết được sự thấp kém ngu muội của mình, do nhân duyên đây không thể giải thoát, lấy đây làm nhà mà tự an ổn trong ấy. Lại có loại ngu si nóng này chuyên tu hạnh chỉ, không thể dụng phương tiện xiểm trá kiểu loạn mà thiết lập loạn ngôn, chỉ khởi nghĩ này, có người đến hỏi ta sẽ hỏi ngược trở lại, từ chỗ kia đáp ta sẽ như tất cả lời nói của người ấy không giảm bớt mà ấn thuận. Tóm lại, do sự kế chấp so lường có sai biệt mà kế lập bốn chủng bất tử kiểu loạn. Bốn, do nương đời, do nương đời quá khứ và hiện tại mà khởi phân biệt gọi là kế chấp tiền tế, do nương đời vị lai mà khởi phân biệt gọi là kế chấp hậu tế. Năm, do nương các kiến, nương ba kiến nên biết như trước, do nương kiến thứ nhất ở trong hiện pháp kế chấp ngã hữu sắc về sau, hoặc hữu sắc hữu tưởng, hoặc vô hữu tưởng, hoặc phi hữu tưởng phi vô tưởng, do nương kiến thứ hai ở trong hiện pháp kế chấp ngã vô sắc về sau kế chấp nên biết như trước, do nương kiến thứ ba có hai loại ngã: một, nói ngã hữu sắc vô sắc; hai, nói ngã phi hữu sắc phi vô sắc, còn lại như trước thuyết.
Lại cái chớp ngã là hữu sắc, hoặc nói hẹp nhỏ, hoặc nói vô lượng. Cái chớp ngã vô sắc nên biết cũng vậy. Hai luận ngã đầy đương kiến thứ ba lập làm hai luận. Một, cái chớp ngã hẹp nhỏ. Hai, cái chớp ngã vô lượng. Giờ đề có bốn chủng luận ngã giải biệt. Nói ngã có biên, nói ngã không biên, nói ngã cũng có biên cũng không biên, nói ngã không phải có biên, không phải không biên, tùy theo thứ lớp nên biết như trước. Lại tương đương theo các kiến và nương luận ngã như vậy mà tuyên thuyết ngã thành tịnh giải thoát. Đối với dục tịnh lự đều được tự tại, tùy theo chỗ muốn trụ nhiều biến hóa. Như chỗ muốn đầy mà an trụ tịnh lự, dùng kiến thành tịnh mà phương tiện du hí thọ dụng pháp lạc, như vậy gọi là nương các kiến mà an lập. 6. Do nơi sanh đến, tức là ngã có một tưởng cho đến nói rộng, có một tưởng là ở vô sắc, không vô biên xứ và thức vô biên xứ, có chủ chủng tưởng là ở địa dưới. Tùy theo thứ lớp như trước đã thuyết, nên biết nói ngã có tưởng hẹp nhỏ, có tưởng vô lượng. Một hướng có lạc là ở ba tịnh lượng dưới, một hướng có khổ là ở địa ngục, có lạc có khổ là ở cõi quỷ, bàng xanh, người, trời dục giới, có không khổ không lạc là ở đệ tứ tịnh lượng trở lên, cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Lại, nơi các ngoại đạo như vậy, hợp chung có ba chủng suy tổn. Một, suy tổn do luận kiến và dục lạc chuyển trái nhau. Hai, suy tổn do nương luận ngã vô trí mà hỏi đáp. Ba, suy tổn do nương tùy pháp hành pháp chứng đắc. Một, suy tổn do luận kiến và dục lạc chuyển trái nhau. Kẻ luận hoặc kế chấp hữu tưởng, hoặc kế chấp vô tưởng, hoặc kế chấp phi hữu tưởng, phi vô tưởng, và kẻ luận đoạn kiến hoặc luận đường của trách người lấy làm thủ thắng, hoặc luận đường thoát nạn lấy làm thủ thắng mà khởi kế chấp suy tính, nên biết gọi là suy tổn thứ nhất. Do các kẻ luận kia kế chấp hậu tế đương đời vị lai mà hư vọng kế chấp cho ngã là có là không. Ba, suy tổn do nương luận ngã vô trí mà hỏi đáp, tức là ở nơi hoặc các tạp nhiễm, hoặc xứ tạp nhiễm, hoặc năng tạp nhiễm. Như vậy tất cả ở nơi đạo lý hai đế là thế tục và tháo nghĩa, không như thật biết. Bởi vô trí đây lấy sự thú hướng làm dẫn đầu mà sở đắc có sự sai biệt. Từ vô trí đây thú hướng thế nào? Tức là ba bốn chuyển. Một, hết thảy thường vô thường. Hai, hết thảy có biên không biên. Ba, hết thảy mình làm người làm. Vì cớ sao? Do kẻ kia vô trí, trước cần thiết phải thú hướng sai biệt như vậy sau mới hỏi đáp. Lại ở trong thánh pháp tỷ nại gia, bậc sở hữu trí thì chẳng thể ký sự. Vì ở nơi hai đạo lý không thể cho phép ký, đó là đạo lý hai đế và thế tục, là thế tục và thắng nghĩa. Trong đây kẻ kế chấp tiền tế của bốn chủng luận, một tướng, một hướng thường và kẻ kế chấp tiền tế của luận không nhân là hai loại sai khác. Trước đều kế chấp ngã, sau mới duyên ngã, các luận một hướng thường có sự khác biệt. Lại trong bốn chủng thì kẻ luận một phần thường kế chấp tiền tế kia có sự sai khác, tức là có kẻ luận một phần duyên thường vô thường, hoặc có kẻ luận một phần duyên phi thường phi vô thường. Các kẻ luận có biên không biên thảy tướng kia nên biết như trước, hoặc cho rằng tất cả đều do nhân đời trước tạo ra, gọi là luận tự tạo ra, hoặc cho rằng tất cả đều do nhân trời tự tại biến hóa tạo ra, gọi là luận người khác tạo, hoặc cho rằng ít phần nhân do trời tự tại biến hóa làm một phần không vậy, gọi là luận cả hai mình người tạo, hoặc kẻ luận không nhân tạo ra, gọi là luận chẳng phải cả hai tạo. Nên biết đây gọi là suy tổn thứ hai, do đường luận ngã vô trí hỏi đáp, do các kẻ luận kia kế chấp tiền tế đường đời quá khứ hiện tại mà hư vọng phân biệt. Ba, suy tổn do nương tùy pháp hành pháp chứng đắc, như có Sa môn hoặc Bà la môn không đương luận quán xét trách cứ người lấy làm thủ thắng, không quán luận thoát nạn lấy làm thủ thắng, cũng không đương các luận ngã vô trí, duy vì mong cầu các sự dục lạc lợi dưỡng cung kính mà khai triển. Nên ở trong pháp ác thuyết tỷ nại gia mà cầu xuất gia, không vì giải thoát mà vui cầu xuất ly. Nên biết kia là chủng loại mỏng trần làm tánh ngu nóng này chuyển mà tu hạnh chỉ. Do kia đều dạy bảo dạy dân đắc định sở tịnh lự đang ở nơi kiến thú đồng hành tiền tế và ở nơi kiến thú đồng hành hậu tế, không tự nhiên tin theo mà lại vượt qua. Ở trong hiện pháp đang vượt qua các kiết dục giới chứng xa lìa hỉ, từ nơi ấy trở lên không nghe không biết, tức ở trong đây sanh tưởng niết bàn. Do kẻ kia đã chứng xa lìa hỉ như vậy, hoặc do nhân duyên khác chứng đắc đệ nhị đệ tam tịnh lự mà không vui ái vị,
hoặc đệ tử tịnh lự mà không thọ khổ lạc, từ đây trở lên cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ nên biết cũng vậy. Kẻ kia đã vượt qua chủ chủng tưởng đồng hành thọ khổ lạc sai khác, nhưng ở nơi đi đến các hành thủ kẻ kia không thể vượt qua nên trở lại thối thất pháp lạc, chưa bát niết bàn mà khởi mạng cho là đã niết bàn, nên biết đây gọi là suy tổn thứ ba. Trong đây Như Lai tự nhiên chứng giác dấu tích vi diệu tịch tĩnh. Ở nơi tất cả hành tướng của ba chủng suy tổn như đã thuyết, như thật biết rõ do năm chủng tướng mà sanh khởi, hoặc tự tánh kia, hoặc các biến kia, hoặc do vô trí mà kia được sanh khởi, hoặc do sở duyên chuyển và hoặc quá hoạn của sở duyên thực tế kia xuất lìa các cõi trên. Nơi sự việc như vậy mà như thật rõ biết, tức ở trong xuất lìa, thường tự xuất lìa. Lại nữa, có hai trí năng khiến kiến thành tịnh và kiến thiện thành tịnh, đó là pháp trụ trí và đây làm tiền dẫn của niết bàn trí. Pháp trụ trí năng rõ biết đối tướng chủng loại các hành sai biệt, và năng rõ biết quá hoạn cộng tướng các hành sai biệt, tức là ở nơi các hành thuận theo ba vị, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc, phương tiện rõ biết tánh các hành có ba khổ. Niết bàn trí trong tất cả hành như vậy, trước khởi tưởng khổ, sau nghĩ như vậy, tất cả các hành có khổ đầy đều vĩnh viễn đoạn không sót thừa, nói rộng cho đến gọi là niết bàn, rõ biết như vậy gọi là niết bàn trí. Hai trí đây khiến kiến thanh tịnh và kiến thiện thanh tịnh, nhưng cần yếu phải tránh sinh tu tập hai môn mới khiến kiến tịnh. Một, Bồ Đạt Xà La tự mình không có năng lực nhận được người dạy trao năng khiến kiến tịnh. Hai, Bồ Đạt Xà La tự mình có năng lực tư duy tìm cầu đa văn năng khiến kiến tịnh,